Dạ vâng, quý vị và các bạn thân mến thì rất cảm ơn anh em và các bác trong suốt thời gian qua đã ủng hộ và quan tâm đến các video sản phẩm giới thiệu của bên em. Thì ngoài những loa bát này, loa chung này, đấy thì bên em cũng có cả cung cấp và loa chép anh em nhé. Đấy thì hôm nay tiện thể hôm nay buổi chiều em lên sớm cho anh em một mẫu loa super chép của hãng Pioneer. Thì đây là một con loa chép đấy, tới từ hãng Pioneer anh em các bác nhé. Thì cũng có rất nhiều câu hỏi của anh em các bác là loa chép dom có hát được không, hay là loa chép dom anh em phối ghép vào nó có hay không. Thì đây anh em thể nhìn tất cả sản phẩm của bên em nhé, tất cả sản phẩm loa cây bên em đều là chép dom hết, ok chưa? Để chép dom này, từ những con kẻ con chép dom này để đều là chép dom hết. Thì hôm nay em lên cho anh em một mẫu sản phẩm cũng là chép dom, nhưng mà con này là chép dom rời anh em nhé. Anh em có thể bổ sung vào các dàn nghe nhạc. Thì con này thì em nói thật là con này thuần túy nghe nhạc đấy, con này mà anh em hát karaoke là nó hỏng be bét luôn đấy. Con này thì anh em yêu thích nghe nhạc, muốn bổ sung thêm cái giải tí tách cho dàn nghe nhạc nhà mình thì con này nó là số 1 luôn anh em nhé, độ tí tách tơ nhuyễn của nó. Thì ngay bây giờ trong video này em sẽ test và đo kích thước để anh em có thể vừa có thể trang trí đấy, trang trí cho cái dàn âm nhạc âm thanh nhà mình nó đẹp hơn đấy. Thì ngoài anh em sẽ để trên những cái con nóc của con loa kia là cực kỳ đẹp luôn, hoặc để trên hai cái âm ly nó cũng cực kỳ đẹp đấy. Con này thì kích thước nó vừa phải thôi, nó rất là đẹp đấy. Thì đây ngay bây giờ em sẽ đo luôn cho anh em cái thông số của nó. Hai con này thì em đã đấu dây loa rồi nên là em sẽ đo một cái con ở ngoài đấy. Thì con này kích thước của nó cũng khá là nhỏ gọn thôi, không quá to quá khổ, anh em có thể có phối ghép rất là đơn giản. Con này thì đường kính của nó sẽ là 12,5 anh em nhé. Đây em sẽ bắt nét cho anh em nhìn. Đây 12,5 đường kính đấy ạ. Đây 12, em xin lỗi 12 nhé. Đây 12 hơn một chút, gần 0,5. Và chiều dài của nó sẽ rơi vào tầm 17,5 được chưa ạ? Đấy con này thì đằng sau của nó có cọc loa. Trên này thì có những cái đường viền super chép này, anh em thể nhìn. Super chép thêm cơ style đấy. Thì còn nó có những cái đường viền nhìn nó nổi bật, con chép hơn nhìn nó rất là đẹp. Trong này thì làm con chép đom lụa anh em nhé, chép đom lụa đấy. Đằng sau của nó thì có cả cầu loa để anh em đây, anh em nhìn hai màu này, đỏ và đen đấy, âm dương, được âm dương đánh dấu trực tiếp trên này luôn đấy. Super chép spike đấy, con này được bên em lên vỏ và trực tiếp lại eway 301 anh em nhé. Đấy nước sơn rất là mịn đấy, nước sơn rất là mịn được chưa? Đấy, con này là chép dom. Và con này thì có giá trên 1 triệu đồng. Thì trong cuối video em sẽ báo giá chi tiết cho anh em các bác. Đấy, thì ngay bây giờ em sẽ xin mời anh em và các bác thẩm âm con này và cho em lời nhận xét anh em nhé. Hiện tại thì em sẽ test hai con này. Đấy, hai con ở hai bên này. Đấy, test luôn. Cực kỳ tí tách và tơ nhuyễn. Đấy anh em thể nghe độ tí tách của nó. Thì con này thì em đây cũng đang đấu dây đây, anh em thể nhìn cái dây này thì trực tiếp anh em thể cắm bắp chuối luôn này, anh em thể nhìn cắm bắp chuối trực tiếp vào cầu loa luôn, rất là tiện. Mà kể cả anh em kẹp dây cũng được anh em các bác nhé, kẹp dây cũng được đây. Đó cái dây này thì trong này nó có một cái lỗ này, anh em thể nhìn thấy không ạ? Đấy bên trong này nó có một cái lỗ đấy, chúng ta có thể cắm trực tiếp vào luôn cũng được đấy, hoặc là cắm bắp chuối trực tiếp này cũng được đấy. Đấy bây giờ mời anh em thẩm âm tiếp. Thank you.
Đó, vừa xong là một đoạn test ngắn em gửi đến anh em và các bác. Thì con này thì là gọi là thuần túy nghe nhạc, tại sao em nói vậy? Vì con này em nói thẳng luôn là con này không hát được karaoke anh em các bác nhé. Con này anh em là phối ghép cho cái dàn karaoke nghe nhạc đấy, phối ghép bằng dàn nghe nhạc nhà mình cực kỳ tuyệt vời. Đấy thì em xin báo giá công khai luôn cho một cặp đấy, một cặp là gồm 2 chiếc anh em nhé, có giá là 1.250.000 đồng, đã bao gồm phí vận chuyển. Đấy, anh em nào quan tâm đến cái mẫu này thì liên hệ trực tiếp em. Đấy, ngoài ra bên em có tặng kèm luôn cho anh em cả dây dợ nhá, dây loa em cũng tặng luôn cho anh em đấy, từ 1 đến 2 mét tùy theo cái yêu nhu cầu và yêu cầu của anh em các bác. 1.250.000 đồng một cặp đấy, đã bao gồm phí vận chuyển tận tay, anh em nhận hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán cho em, được chưa? Anh em nhận hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán cho em đấy, y như những gì em giới thiệu thì anh em thanh toán cho em 1.250.000 đồng. Cảm ơn anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video sau.